gelato au macchiato. Nhắc đến Ý thì không thể nào không nhắc đến văn hóa cà phê, và chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng từng nghe hoặc nếm thử cà phê với tên gọi macchiato. Vậy thì thật ra macchiato có ý nghĩa gì? Thật ra văn hóa cà phê ở Ý đã có từ rất lâu đời, và bạn có biết quán cà phê đầu tiên ở Ý được mở cửa vào thế kỷ 17. Nhưng quán cà phê lâu đời nhất ở Ý vẫn còn tồn tại cho đến nay, được mở cửa vào năm 1720 ở quảng trường San Marco ở Venezia, hay còn gọi là Venice. Ở đây cũng là một trong những quán cà phê cổ nhất trên thế giới. Cà phê macchiato thật ra được sáng tạo cho một lần tình cờ vào những năm 80 bởi một barista, nhằm để phân biệt giữa espresso, cappuccino hay là mocha vân vân. Cà phê macchiato thì thật ra có hai loại cơ bản, đó chính là latte macchiato, có nghĩa là sữa với một ít cà phê, hoặc là espresso macchiato, có nghĩa là cà phê với một ít sữa. Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy cà phê macchiato ở bất cứ đâu với rất nhiều biến thể, ví dụ như matcha macchiato, doppio macchiato, thậm chí ở một số nước châu Á họ còn sáng tạo ra các loại trà sữa với tên gọi trà sữa macchiato. Và ở Bồ Đào Nha thì họ đã sáng tạo ra cà phê với công thức rất giống macchiato với tên gọi cà phê pintado. Nhắc đến đây thì Phương Trang cảm thấy thật sự là quá thèm một ly cà phê macchiato xịn, cho nên mình phải đi thử một ly cà phê ngay thôi. Một đặc điểm rất dễ nhận biết của cà phê macchiato nữa đó chính là lớp bọt trắng được đánh rất tỉ mỉ ở phía trên, khi uống tạo thành một lớp riêng mép rất là dễ thương. Đây cũng là một đặc điểm rất dễ nhận biết của những ai là fan của cà phê này. Và ước mơ lớn nhất của tôi hiện tại không phải là thưởng thức một ly cà phê đắt đỏ ở bất cứ đâu trên thế giới, mà chỉ đơn giản là đặt chân đến đất nước hình chiếc ủng và thưởng thức một ly cà phê made in Italy.